Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Khoảng cách của người do Đam Mỹ Tường Truyền thực hiện, giọng đọc của Nát Trần, tập 14. Trước khi Đình Sương tỉnh ngủ, Bách Sương Ý thì đã đọc hết quyển sách kia. Cảm tưởng duy nhất là bao giờ rảnh tự viết một quyển còn hay hơn tỷ lần. Sếp Bách từng viết vô số tài liệu giảng dạy thầm nhủ. Đình Sương ngủ thẳng tới trạng vàng mới tỉnh lại, phát hiện Bách Sương Ý đang đọc một quyển sách khác. Thế là nhắm mắt, mắt mở ướn người lên, nhoài người trên người Bách Sương Ý mà hôn môi. Quyển vừa nãy anh đọc xong rồi hả? Ừ, Bách Sương Ý hôn đáp trả. Quyển sách kia nói gì vậy? Đình Sương hỏi. Nội tâm sếp Bách cực kỳ không nghiêm túc, nói về việc tuổi trung niên nên làm sao để chỉ mấy người bạn nhỏ như em. Còn ngoài miệng lại hết sức nghiêm túc, nói về sự phát triển sụp đổ của chế độ dân chủ trên khắp thế giới. Ồ, Đình Sương nói. Anh đọc sách nhanh thật đấy, em cứ sở tới sách là đọc chậm ơi là chậm. Bách Sương Ý bảo đọc sách thì không cần nhanh. Em thấy tiếng Đức lẫn tiếng Anh của mình đều kém, đọc sách chuyên ngành thì vẫn được, nhưng muốn đọc mấy thứ khác lại chảy chật lắm. Đình Sương ủ rũ than thở, em kém tắm thực sự luôn, sếp Bách ơi, bao giờ em mới theo kịp anh được đây? Lời này rơi vào trong tai Bách Sương Ý chẳng khác nào làm núng, giống như những lúc bị phát khô hết sức thì nói: sếp Bách ơi, ôm em vậy. Chạy chật, em đọc quyển gì thế? Bách Sương Ý hỏi. Đình Sương hồi tưởng lại một chút. Em có mua quyển bộ tuyển tập Netition đang giảm giá trong hiệu sách, quyển nào cũng rẻ cổm. Em đã đọc thử những quyển dịch sang tiếng Trung là gì ấy nhỉ? Ý chí quyền lực hả? Dù sao cũng khó nhằn lắm, cơ bản chẳng hiểu gì. Bách Sương Ý bảo, quyển sách đó đúng là của em, ngay cả một nửa người dân Đức đọc cũng không hiểu được đâu. Thế hả? Đình Sương hỏi, vậy em nên đọc quyển sách gì? Đi nào, Bách Sương Ý vỗ vào hông cậu bảo đứng lên. Ngày hôm nay có thời gian rảnh, chúng ta tới hiệu sách mua cho em vài cuốn đi. Đình Sương nằm bất động trên người Bách Sương Ý, nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Đến chúa cũng chẳng làm việc chủ nhật, các cửa hàng đa phần đều không mở cửa. Bách Sương Ý nói, nhà sách ở trạm xe lửa vẫn mở. Đợi em chút xíu. Có thể ra ngoài hẹn hò khiến Đình Sương hưng phấn lắm, nhảy xuống khỏi người Bách Sương Ý, đi tới vali tìm quần áo để thay. Cái này thế nào? Cậu chỉ mặc độc một cái quần lót bó màu đen, tay trái cầm sơ mi hồng nhạt, tay phải cầm hót đai xanh lam rộng rãi, lắc lư trước mặt Bách Sương Ý hỏi, hay là cái này? Bách Sương Ý nhìn từ đúng quần lót của cậu, dọc xeo đường mép tới chỗ hông, giọng nói trầm thấp. Hôm nay em còn muốn ra ngoài nữa không đấy? Đình Sương vội vàng tròng hót đai vào người, tiếp theo nhanh chóng tìm một cái quần ngố dài tới đầu gối để mặc. Em xong rồi. Hai người xuống tầng không ngồi xe mà đi bộ. Mặt trời lặn phía cuối con đường, Đình Sương đi ở đằng trước, hết ngó đông tới ngó tây, chốc chốc lại quay đầu nhìn về sau. Cậu rất hiếm khi mặc quần ngố, hôm nay ngẫu nhiên mặc một lần, hai chân cẳng thon dài thẳng tắp dưới ánh mặt trời trông càng thêm mê người. Thanh xuân sống động và tươi trẻ, Bách Sương Ý đi đằng sau, tầm mắt vẫn luôn dõi theo Đình Sương, thì thoảng lại mở miệng nhắc nhở một câu, tránh để đứa nhỏ đi không chịu nhìn đường đụng phải thứ gì đấy. Đi một đoạn xa đã không còn nhìn thấy khách sạn nữa, Đình Sương mới xoay người vươn tay về phía Bách Sương Ý. Sếp Bách ơi! Hai người bèn nắm tay nhau, nghe thấy tiếng chuông vang lên từ phía sau bức tường gạch đỏ của giáo đường, trang vàng, 6 giờ chiều. Vào thời khắc này, mùa hè đã chính thức bắt đầu, chủ nhật mà trạm xe lửa vẫn náo nhiệt như cũ. Quán cà phê, cửa hàng hoa, nhà sách, hiệu thuốc, tiệm bán đồ lưu niệm, người người tới đi tấp nập. Hai người bước vào trong nhà sách, Bách Sương Ý chọn cho Đình Sương hai cuốn tiểu thuyết, một cuốn sách tranh về khám phá mặt trăng, một quyển sách tranh về địa lý nước Đức. Ôi sếp Bách, anh coi nè. Đình Sương chú ý ở tới bên cạnh giá sách để quyển địa lý kia. Có một chồng bản đồ châu Âu đang lập thể siêu lớn, ở rìa mép còn gắn rất nhiều lá cờ nhỏ. Cậu cầm một lá cờ cắm vào vị trí Hanover. Ta đang ở đây. Về sau mỗi khi cùng đặt nhau tới một thành phố nào, bọn họ lại cắm một lá cờ giống như chuyến đi Hanover lần này thì tuyệt biết mấy. Về sau mỗi khi cùng nhau đặt chân tới phố nào đó, về sau. Đột nhiên Đình Sương ngạc nhiên nhận ra, cậu nghĩ tới chuyện về sau rồi, muốn cùng người này đi khắp mọi ngóc ngách trên thế gian.
Chúng ta mua một tấm bản đồ lập thể kiểu này đi. Đình Sương đề nghị, mỗi lần nhìn thấy bản đồ có thể sẽ nhớ rằng chúng ta đã cùng nhau đi đâu nữa. Ừ, Bách Sương Ý lựa chồng bản đồ thế giới ở bên cạnh chồng bản đồ châu Âu, rút ra một tấm rồi bảo Đình Sương ôm lấy cái này. Bách Sương Ý cầm bốn cuốn sách, Đình Sương ôm tập bản đồ to đùng cùng một hộp cờ nhỏ, tính tiền xong thì ra khỏi nhà sách. Buổi tối muốn ăn gì? Bách Sương Ý hỏi. Đình Sương đang suy tư, bỗng nhiên bị tủ trưng bày của cửa hàng kính râm bên cạnh thu hút. Chúng ta vào xem mắt kính đi. Mặt trời mùa hè chói chang xác thực là cần mua kính chống nắng. Hơn nữa, nếu có thể mua kính đổi với sếp Bách thì càng tốt hơn. Sau khi đi vào cửa hàng, Đình Sương liếc mắt chọn được một chiếc kính râm màu xanh nhạt viền vàng. Chiếc kính này thông minh, nhà tao nhã, có thể nói được tạo ra dành riêng cho Bách Sương Ý. Nội tâm của Đình Sương rục rà rục rịch. Sếp Bách ơi, anh xem thử cái này đi. Đeo lên nhất định sẽ rất gợi cảm. Bách Sương Ý liếc mắt nhìn chiếc kính râm kia nói, không có đồ, không đeo được. Đình Sương nói, mắt anh bao nhiêu đồ thế? Thấy Bách Sương Ý không trả lời, Đình Sương nói tiếp, không có đồ thì kệ không có đồ chứ sao, anh đeo thử cho em ngắm đi, em muốn ngắm mà. Bách Sương Ý bèn tháo kính xuống rồi để trên mặt tủ trưng bày, đeo chiếc kính râm kia vào. Đình Sương nhân cơ hội trộm cái kính của Bách Sương Ý đeo vào nhìn thử, cảm giác mọi thứ trước mắt đều mờ ảo. Trời à, sếp Bách ơi, anh đeo kính lão đấy hả? Kính lão, sếp Bách hào hoa phong nhã, sao lại có thể đeo kính lão được, chẳng qua có hơi viễn thị mà thôi, có hơi thôi. Đinh, Bách Sương Ý dùng giọng điệu như đang giảng giải tới phần trọng tâm của bài học. Cái này gọi là kính viễn thị. Đình Sương nhìn sắc mặt của anh, cảm giác lúc kiểu gì cũng lo đòn, vội vàng biết sai mà sửa. Vâng, là kính viễn thị. Nè, sếp Bách ơi, làm phiền anh cúi đầu xuống để em đeo lại kính lão. Anh nhầm, đeo lại kính viễn thị cho anh nhé. Không nhìn được mà thăm dò ranh giới của việc ăn đòn, kích thích. Có điều sếp Bách ơi, hiện tại em đứng ở gần như thế này, anh có thấy rõ mặt em không? Đình Sương căn bản không ngừng được cái mồm hại cái thân của mình. Hay là em lùi bước về sau để anh thấy em rõ hơn, khoảng độ cách xa ngàn dặm nhé. Đứng ở ranh giới của việc ăn đòn và múa may xoay tròn, lại kích thích. Bách Sương Ý đeo kính lên, liếc nhìn Đình Sương một cái. Ánh mắt kia thì hời hợt nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Em cứ nghịch đi, chờ tới khi về khách sạn, tôi sẽ cho em biết cái gì gọi là người trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm với lời ăn tiếng nói của bản thân. Thế nhưng Đình Sương biết không sợ súng, vẫn đang hớn hở mà chọn kính râm. Cậu vừa trông thấy một cái kính mắt râm đẹp, cũng có viền kính màu vàng và trong kính màu xanh nhạt giống như cái kính râm ban nãy. Loại này có thể kẹp trực tiếp lên kính viễn thị của Bách Dương Ý. Cái này cũng tính là kính đôi nhỉ? Thử cái này một chút đi. Đình Sương đưa mắt kính râm kẹp cho Bách Dương Ý, còn mình thì đeo chiếc kính râm ban nãy. Hai người đứng sóng vai trước gương. Một bên là cậu trai trẻ mặc quần ngố áo hút đai, một bên là người đàn ông trưởng thành mặc đồ tây thắt cà vạt, cùng đeo một bộ kính râm giống nhau, nhìn cứ sai sai chỗ nào ấy. Hình ảnh không giống như trong tưởng tượng cho lắm. Sếp Bách à, Đình Sương lâm vào trầm tư, sau một lúc im lặng suy nghĩ câu hỏi, sao cặp kính đôi này trông như đồ bố con thế? Ừ, chắc không phải tại kính râm có vấn đề đâu. Nhưng đến cùng là ai có vấn đề, sếp Mike cũng không định nghiên cứu kỹ càng, cứ mua là được. 7 giờ sáng thứ hai, Bách Sương Ý gọi Đình Sương rời giường. Bọn họ cần đi ăn sáng cùng với nhân viên tham dự triển lãm, sau đó sẽ đi tới hội trường. Đêm qua bạn học Đình Sương Ý vì kính lão và cặp kính bố con mà phải nhận một bài học đắt giá. Lúc này hai mắt nhắm chặt, mặt mày nhăn nhó khó nhọc mà nặn ra một câu yếu ớt. Em buồn ngủ quá, không dậy nổi. Thực ra không đi thì cũng chẳng sao. Đứa nhỏ muốn ngủ thì cứ để cậu ngủ thêm một lúc vậy. Bách Sương Ý hôn lên trán của Đình Sương một cái nhỏ giọng bảo, ừ, vậy tôi đi trước đây. Đi đi, đi luôn đi. Đình Sương buồn ngủ mơ màng nghĩ, lão cầm thú nhanh đi đi, từ sáng tới tối chỉ biết. Có điều lão sư đi đâu đó, ừ, hình như sáng nay có buổi phát biểu trực tiếp tại hiện trường.
Phát biểu trực tiếp cũng chẳng có gì hay ho hết, cũng chỉ là một lão giáo sư ăn mặc chỉnh tề đứng dưới ánh đèn triển lãm mà thôi. Quay mặt về phía micro để khoe khoang trình độ học thuật hàng đầu của mình, giọng nói trầm thấp tao nhã, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong độ, hơi hơi khiến chúng sinh điên đảo, gieo một hồi tai họa cho nhân gian. Có cái gì đáng xem đâu cơ chứ? Ai mà thích xem thì đi xem, dù sao Đình Dương tôi đây cũng... Xếp Bách ơi, đưa em theo với. Đình Dương từ trên giường bật dậy. Giáo sư dùng chỉ còn mỗi chúng sinh với nhân gian, tiền thể điên đảo em, gieo tai họa em nữa. Động tác xuống giường của Đình Dương cứng đờ. Thủ, đau mông quá. Động tác xuống giường không được quá gấp gáp. Bách Dương Ý đang định ra ngoài, nghe thấy thế thì cong môi liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi bảo: cho em 10 phút. Dứt lời bèn tới ghế xô lông rồi ngồi đọc báo. Em xong ngay đây. Đình Dương chạy như bay vào nhà vệ sinh. Lúc tắm rửa cậu mới chú ý tới cơ thể mình. Hai bên phếu thì sưng tấy, eo với bắp đùi đầy dấu hôn hồng hồng, cổ chân thì có vết chói khả nghi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, giáo sư báo thù hành động ngay đêm đó. Ok, phải. Dù lúc nào cũng mặc vest vào nhưng người ngoài chẳng thấy được. Thời gian không có nhiều, Đình Dương tắm rửa xong thì cuốn khăn tắm quanh eo, nhận ra mình sắp không đuổi kịp giờ. Một bên đánh răng, một bên sai bảo: xếp Bách vào đây sấy tóc cho em với, 10 phút em không chuẩn bị kịp. Thế rồi hai tay Đình Dương hết đánh răng rồi đới cạo râu, còn Bách Dương Ý thì đứng phía sau sấy tóc cho cậu. Đứa nhỏ sờ tóc sấy không được đẹp, trên mặt toàn bọt cạo râu nhưng vẫn quay về phía gương mà hoành hoẹ. Phía trước không được sấy xẹp xuống, phải sấy vào đúng nếp. Hai bên sấy cao cho tự nhiên một chút, đằng sau phải trải bằng lược, với lại chỉ giỏi dằn vặt người khác. Bách Dương Ý nói: ừ, biết rồi. Vất vả lắm mới sấy xong tóc cho cậu. Đình Dương nhanh chóng chạy ra ngoài mặc quần áo. Lúc đang xỏ quần, cậu đột nhiên nhận ra phần mông có hơi chần chật. Quần tây được cắt may khá vừa người, chất vải cũng không có dán, hơi chật một chút là căng lên thấy rõ. Ngày hôm qua còn mặc vừa, sao hôm nay đã hơi chật rồi? Đình Dương quay lưng về phía mặt gương, ngoảnh đầu lại xoài toàn bộ phía sau của mình. Không phải quần nhỏ đi mà là mông cậu sưng lên. Anh coi. Đình Dương trừng mắt nhìn Bách Dương Ý oán giận nói: anh coi chuyện tốt mà anh làm này. Ngày hôm qua em bảo anh đừng có đánh nữa rồi, bây giờ làm sao đây? Quần thì vẫn mặc vào được, chỉ có điều trông hàng họ căng đét, bờ lưng trần trụi cùng đường hóm càng tôn lên độ cong vênh của cánh mông, nhìn như đang dụ dỗ người khác. Bách Dương Ý liếc mắt nhìn sang, cúi đầu tiếp tục đọc báo. Mặc quần vào đi, sáng nay không có thời gian, để lần sau. Lần sau làm gì hả? Đình Dương ngoài miệng thì hùng hổ, nhưng vẫn ý thức được nguy hiểm, cầm áo sơ mi mặc vào. Chỉ sợ chậm một bước thì lão giáo sư lại thay đổi, chú ý chạy tới tụt quần mình. Ao! Bả vai sơ mi cọ vào đầu phếu cũng đau. Hơn nữa lúc soi gương cậu mới nhận ra áo sơ mi trắng bị phồng lên hai điểm nhọn nhọn, trông rất rõ ràng. Sáng sớm trời vẫn khá mát mẻ, thế nhưng tới buổi trưa chắc chắn sẽ phơi cởi áo vest ra ngoài. Tới khi ấy hai điểm bắt mắt này phải tính sao đây? Đình Dương nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Dương Ý. Anh xem này. Làm sao? Đình Dương chỉ oán giận chỉ vào ngực mình. Làm sao bây giờ? Trông lộ rõ như thế này. Anh còn véo à? Đau. Bách Dương Ý hỏi. Vẫn đau sao? Đương nhiên, bị anh véo sưng lên không thể đau được hả? Bách Dương Ý đứng dậy đi tới chỗ hòm thuốc bảo. Lại đây. Sao đây? Cởi cúc ra. Đình Dương thấy trong tay Bách Dương Ý cầm hai miếng u gô màu trắng, ngay lập tức bảo vệ cổ sơ mi của mình nổi giận. Em không dán. Bách Dương Ý gật đầu nói. Vậy thì cứ thế mà ra ngoài vậy. Cứ thế mà ra ngoài, hai điểm trước ngực còn đau âm ỉ, lại nhô cao rõ ràng như vậy, hay là vẫn nên dán thì hơn? Thế anh đưa cho em đi. Đình Dương quay đầu qua chỗ khác, không nhìn Bách Dương Ý, chỉ tay chỉ ra nhận lấy miếng u cô rồi chạy vào buồng tắm khóa cửa, cởi cúc áo sơ mi. Chỗ đấy sưng to hơn bình thường khá nhiều, miếng u cô thì lại nhỏ quá không che hết được. Làm sao bây giờ? Em bảo này. Đình Dương mở cửa nhà tắm ra một chút, nhỏ giọng nói. Có miếng u cô nào to hơn không?
Bách Xương Ý đưa hai miếng ngu gô khác tới, trên mặt bao bì viết cỡ lớn. Đỉnh Sương khó chịu nhận lấy. Cái chỗ đáng ra chỉ cần dùng kích thước tiêu chuẩn thì cố tình lại phải dán miếng lớn. Cũng may là dán lên xong quả thực mặc áo vào nhìn không lộ nữa. Đoàn người ăn xong bữa sáng, tiếp đó ngồi ô tô đi tới trung tâm triển lãm. Sau khi tới gian triển lãm của bọn họ, đại diện phía bên Đức mời Bách Xương Ý đi nói chuyện riêng. Đình Sương một mình tham quan khu triển lãm, đợi tới 10 giờ thì lại đi nghe bài phát biểu. Buổi triển lãm lần này xoay quanh ngành robot, chủ đề gian hàng của bọn họ là robot công nghiệp tham dự buổi triển lãm, hầu hết đều là các công ty chế tác, ngoài ra còn có một số trường cao đẳng kỹ thuật và viện nghiên cứu. Khu vực trung tâm của buổi triển lãm là một không gian trưng bày kỹ thuật cảm ứng. Đây chính là gian hàng chung do bên MRI Roborun của Trung Quốc và HAAS của Đức hợp tác thực hiện. Triển lãm chia làm 3 khu vực. Nguyên khu A là khu trưng bày nhà máy thông minh, sản xuất hàng hóa theo công nghệ IoT. Từ khâu nhận đơn đặt hàng, kiểm tra hàng tồn kho, cho tới chọn mua vật liệu tự động, vận hành các thiết bị máy móc, cuối cùng là sản xuất ra sản phẩm. Toàn bộ các công đoạn đều được thực hiện không người, trong đó robot công nghiệp đóng vai trò quan trọng không thể thay thế được. Chẳng hạn như việc vận chuyển nguyên liệu được tự động hóa hoàn toàn bởi robot vận chuyển T-Series của Roborun còn nhập khẩu lắp ráp hoàn thiện. Sản phẩm cũng được tự động hóa bởi robot lắp ráp A-Series của Roborun. Internet of Things vạn vật hấp dẫn là một hệ thống các thiết bị được dùng đồ Internet kết nối với nhau. Chúng có khả năng trao đổi và truyền tải thông tin dữ liệu một cách hiệu quả, tiện lợi thông qua mạng Internet mà không cần sự tương tác trực tiếp của người với thiết bị hay giữa người với người. Khu vực B là khu biểu diễn của các robot công nghiệp. Ở đây người ta có thể quan sát thấy được tốc độ làm việc chính xác và nhanh chóng của mỗi loại robot. Khu vực C là giao lưu, dùng để phát biểu báo cáo, thảo luận và liên hoan hội nghị. Đình Sương đứng ở khu vực B quan sát một con robot, xem nó làm cách nào để lấy tốc độ nhanh nhất phân loại chính xác 3 viên thuốc có màu sắc khác nhau để vào 3 chiếc lọ. Nhìn ra được gì không? Giọng nói của Trúc Ngao vang lên từ phía sau. Tốc độ nhanh hơn hẳn các robot cùng loại. Tuy rằng hôm qua mới cãi nhau nhưng Đình Sương vẫn việc nào ra việc nấy. Tốc độ của cảm biến thị giác cũng rất cao. Còn nhớ hồi năm nhất, còn có đến công ty xem qua thứ này, kém xa bây giờ nhiều. Trúc Ngao nói, 5 năm rồi cũng có chút tiến bộ. Lời này dường như không chỉ nói máy móc, nhưng có một số việc lại không sao cải thiện được. 3. Đình Sương không thích quanh co lòng vòng, thẳng thắn mà hỏi Trúc Ngao. Con muốn hỏi tại sao bà không chấp nhận việc con yêu đàn ông? Tại sao vậy? Chung quy cũng phải có lý do chứ ạ. Trúc Ngào đang muốn nói gì đó, âm thanh của Bách Xương Ý vang lên từ phía sau hai người. Trúc tiên sinh, Trúc Ngào quay người, sắc mặt có chút lúng túng. Mấy câu vừa rồi không biết giáo sư Bách đã nghe được bao nhiêu. Nếu như anh ta biết Đình Sương là đồng tính, chẳng biết thằng bé ngốc này ở theo học ở trường tiếp được hay không. Phía bên SAAS có chuyện muốn bàn luận với Roborun. Vẻ mặt của Bách Xương Ý không có biểu hiện gì khác thường. Tôi vừa vặn đi ngang qua nên tới nói ông một tiếng. Được, tôi sẽ quay lại đó ngay. Trúc Ngào gật đầu với Bách Xương Ý, lại dặn dò Đình Sương. Còn ngoan ngoãn xem triển lãm đi, đừng có chạy lung tung ra bên ngoài đấy. Nói xong ông đi cùng Bách Xương Ý về phía bên kia. Bách Xương Ý nói, vừa nãy thằng nhái nhà tôi nói lung tung ấy mà, giáo sư Bách đừng để ý tới nó làm gì. Trúc Ngào cũng cười xua tay. Bách Xương Ý nghe vậy thì cười một tiếng. Tôi đang muốn nói, phía bên SAS nói bảo tiến độ của hạng mục SF và em đang tiến độ rất tốt. Ý tứ trong nụ cười kia đã nghe thấy rõ những gì Đình Sương nói, chỉ là không muốn đề cập tới, thật giống như không muốn quan tâm cho lắm. Trúc Ngào trầm mặc một lúc rồi thở dài. Giáo sư Bách làm cha mẹ khó lắm, tôi coi cậu là huynh đệ của mình, sẽ không kiêng kỵ những chuyện này. Cậu nói coi, nếu đó là con trai cậu sẽ làm thế nào bây giờ?